Vâng, xin chào mừng tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Tô Vương Bá Và hôm nay thì bá lại tiếp tục làm một cái video Và đây là video dành cho những anh chị người mới, những anh chị nào chưa biết em quay Những anh chị nào chưa làm em quay Hoặc là những anh chị nào đã trong giai đoạn đang và tìm hiểu em quay Và đặc biệt video này dành cho những người bạn từ 18 tuổi đổ lên Đó chính là cho bạn à, hai cái câu hỏi Là thứ nhất, tại sao bạn phải đi làm chủ mà bạn không đi làm thuê và câu hỏi số 2, tại sao bạn phải lựa chọn Amway mà không phải lựa chọn những cơ hội kinh doanh khác ở phía bên ngoài? vì thì có phải đây là hai câu hỏi rất quan trọng đối với một người khi bắt đầu làm kinh doanh Amway đúng không ạ? Tại vì sao họ lại nắm bắt kinh doanh quay Vì họ biết được rằng họ phải đi làm chủ cái cuộc đời tương lai của họ. Vì Amway cho bạn cơ hội làm chủ mà. Nên Amway chỉ phù hợp với những người nào đang có một cái quan niệm, một cái tâm thái là mình sẽ là một ông chủ mình sẽ làm bà chủ thì Amway rất phù hợp đối với những người bạn nào đã có quan niệm và tư duy đó. Vậy thì đối với những người bạn trẻ 18 tuổi à, đã và đang xem video này hoặc là đã biết Amway từ 18 tuổi độ lên thì mình có thể hỏi với tất cả các bạn, các bạn có thể à, bình luận ở dưới phần ô chat đúng không ạ? Phần bình luận theo các bạn, các bạn có thích đi làm thuê hay không? Và có phải mình hỏi một câu nói dư thừa đúng không ạ? Đâu ai thích đi làm thuê đâu? Mình hỏi các bạn lớn hơn từ 18 tuổi đổ lên nha 20, 30 và 40 và kể cả 50, 60 cũng vậy Tất cả các bạn, anh chị em, cô dì, chú bác Chúng ta có thích đi làm thuê không? Câu trả lời ở phần dưới đúng không ạ? Cả nhà hãy bình luận đi Ai thích làm thuê hãy nhắn là tôi Ai không thích làm thuê thì hãy nhắn không thích làm thuê Vậy thì nếu chúng ta hình dung là chúng ta câu trả lời đó là Chúng ta không thích đi làm thuê và các chị có thể ra ngoài hỏi với rất nhiều anh chị bên ngoài hỏi thực sự bản thân họ có thích đi làm thuê cho người khác hay không câu trả lời đa số là không thích đi làm thuê còn một số người trả lời là thích đi làm thuê là vì sao vì họ sợ làm chủ vì họ sợ làm chủ như thế này như thế kia như thế nọ họ sợ rủi ro họ sợ họ thất bại nhưng đầu tiên cái câu đầu tiên là gì là bạn hãy hỏi họ họ có thích đi làm chủ hay là thích đi làm thuê và gần như ai cũng trả lời một câu là thích đi làm chủ vậy thì mình nhắn nhủ cái thông điệp đối với những người bạn trẻ hay là bất kỳ ai đang đi làm thuê mà xem video này vậy thì cái câu đầu tiên đó là bạn phải đi làm chủ bạn có muốn hay không nếu bạn muốn thì hãy đi tìm kiếm cho mình một cái cơ hội và cơ hội đó có tên là Amway Vì thì bạn đến Amway không phải bạn đi làm cho bất kỳ ai làm thuê và bạn đến em quay đó là bạn là một người đi làm chủ. Vì thì đầu tiên nếu bạn những bạn nào mà đang khát khao, đang mong muốn đi tìm kiếm cho mình một cái cơ hội để làm chủ và không phải đi làm thuê cho người khác, chúc mừng bạn xem video này. Còn những ai chưa có quan niệm mình sẽ đi làm chủ vì mình sợ điều kiện này, điều kiện kia thì các bạn hãy gác cái chữ sợ qua bên, bên nha. Và chỉ thật lòng bạn là gì? Bạn có muốn làm chủ hay không? đó là nếu bạn xác định rằng bạn rất muốn đi làm chủ thì bạn hãy đi tìm cái cơ hội nào để bạn làm chủ còn bạn đừng có sợ là làm chủ là phải có điều kiện này điều kiện kia tạm thời gác qua nhé tạm thời gác qua vì thì tại sao mình nhắn nhủ những người bạn trẻ 18, 19, 20 hay là những người bạn nào đang làm thuê nhiều năm hoặc là những người bạn nào cứ nghĩ rằng mình đi làm thuê thời gian tích lũy tiền, tích lũy vốn, tích lũy kinh nghiệm rồi mình mới bắt đầu đi làm chủ thì đây chính là lối mòn tư duy, bạn hãy bỏ qua lối mòn này đi. Bên ngoài có rất nhiều cơ hội để bạn có thể đi làm chủ từ hai bàn tay trắng, từ một người không có vốn, không có kinh nghiệm, không có điều kiện, không có mối quan hệ. Vậy thì làm sao để làm chủ được đây? Vậy thì nếu như anh chị nào đang rất thích đi làm chủ nhưng mà không có tiền, không có kinh nghiệm, không có vốn, không có điều kiện, không nghĩ rằng mình không thể thành công. Thì chúc mừng bạn đã xem video này. Vì có một cơ hội không cần vốn của bạn, không cần kinh nghiệm của bạn, không cần mối quan hệ của bạn, không cần những gì bạn đang có mà cần đúng một thứ đó chính là ước mơ khát khao làm chủ của bạn. Và cơ hội đó có tên là Amway. Amway là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Amway được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Và đây cũng chính là câu nói của nhà đồng sáng lập Amway. Ông tạo ra Amway để làm gì? ông tạo ra quay không phải vì tiền không phải vì kiếm lợi ích cho cá nhân của ông mà ông tạo ra cái cơ hội này vì ông muốn trao cái cơ hội này cho những người bình thường nhất ở xã hội những người không có điều kiện không có kinh nghiệm không có mối quan hệ không có cái tố chất tức là không có cái yếu tố gì để họ có thể thành công nhưng mà thông qua cái môi trường thông qua cái cơ hội như trên này ngài muốn mong muốn là biến một cái người bình thường đó trở thành một người có giá trị trong cuộc sống và có giá trị ở xã hội. Cho nên, bạn chỉ cần là một người tốt, là một người có ước mơ, không chấp nhận với cuộc sống hiện tại, bạn không muốn đi làm thuê cho bất kỳ ai cả, bạn muốn tự đi làm chủ cuộc đời của bạn và bạn xây dựng cho con bạn, cho thế hệ tương lai của bạn một cuộc sống tươi đẹp, tươi sáng thì xin chúc mừng bạn Amway chính là cơ hội phù hợp với bạn. Vì Amway không đòi hỏi bạn có bao nhiêu tiền. Vì tiền Amway nhiều lắm. Anh quay đầu tư nhà máy, siêu thị, kho bãi, đầu tư tất cả mọi thứ cho bạn rồi. Anh quay đâu đòi hỏi bạn phải đầu tư cái gì đâu. Rồi việc thứ hai là gì? Bạn lo lắng không có kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm á ở trong đây á không cần kinh nghiệm của bạn. Tại sao? Tại vì trong đây sẽ có những người thành công, họ có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ dạy cho bạn. Vì triết lý của ngành kinh doanh này đó là giúp người khác là giúp chính mình. Giúp người khác thành công là giúp chính mình thành công và cái tư duy này nó khác hẳn với tư duy ở truyền thống truyền thống không ai giúp ai và trong đây người làm được sẽ giúp bạn làm được và họ giúp bạn đến khi nào bạn thành công thì thôi ừ. bạn đừng từ bỏ là được bạn đừng từ bỏ ước mơ của bạn bạn đừng từ bỏ cái khát khao làm chủ của bạn thì cái người lãnh đạo của bạn cái người apply của bạn họ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho bạn cho nên kinh nghiệm không cần vốn của bạn không cần mối quan hệ cái câu này chính là cái câu rất nhiều người nói tôi không có mối quan hệ tôi không có nhiều mối quan hệ lấy gì mà làm mình nói với các bạn rằng bạn hãy lấy cái dân số việt nam trừ đi cái mối quan hệ của bạn xem nó còn bao nhiêu người mối quan hệ trong cuộc sống này tá là gì người lạ chỉ là những người bạn chưa quen biết mà thôi còn cái người quen là bạn đã mở miệng bạn quen rồi thì bạn mới quen đúng không ạ cho nên trong cuộc sống này không có ai lạ không có ai quen cả và tất cả mọi người đều giống nhau người lạ trước đó cũng là người quen người quen trước đó cũng là người lạ vì thì cái người lạ trong sắp tới tương lai cũng trở thành người quen vì thì bạn muốn có nhiều người nhiều mối quan hệ thì bạn hãy đi mở rộng đi bạn gặp ai bạn cũng chào bạn gặp ai bạn cũng vui cười và bạn đi giúp đỡ những người xung quanh hoặc là bạn đi mở rộng bạn gặp ai bạn cũng mở miệng xin chào thì gần như là gì người ta không thích bạn thì nét qua bạn tìm người khác đúng không ạ cho nên mối quan hệ chúng ta có thể mở rộng được mối quan hệ chúng ta có thể ra ngoài đường đầy ở hồ chí minh cái gì có thể thiếu nhưng người không thiếu ở các tỉnh sôi động còn nếu bạn về đồng núi dùng quê thì thôi mình bó tay đúng không ạ bạn lên trên núi trên rừng có mình bạn thì bạn làm gì thôi những người chỉ có trên núi trên rừng thì họ mới không làm kinh doanh thôi và đôi khi là họ còn làm kinh doanh online nữa đúng không ạ quên mất thời buổi ngày xưa còn bây giờ bạn có thể cầm một cái điện thoại bạn có thể ngồi ở nhà bạn dùng cái máy tính bạn có thể gắn kết kết nối với rất nhiều những người trên online này nên mối quan hệ của bạn nhiều hay là mối quan hệ trên online nhiều bây giờ kết hợp kể cả on và off kể cả công nghệ mạng xã hội nó giúp cho bạn có thể đột phá và thay đổi cái con người của bạn cho nên ở đây chúng ta không quá quan trọng là chúng ta có bao nhiêu tiền bao nhiêu mối quan hệ bao nhiêu cái điều kiện cần ở trong truyền thống ở trong đây không cần và mình tin chắc rằng cái yếu tố là người tốt và yếu tố là người có ước mơ thì ai cũng có. Cho nên muốn nhắn nhủ với những người bạn trẻ 18 tuổi và kể cả những người đã đi làm thuê rất nhiều năm thì đừng bao giờ chấp nhận làm thuê cả cuộc đời mà có một cái cơ hội có thể giúp cho bạn làm chủ khả năng thành công rất cao. Bạn không cần phải đầu tư quá nhiều, bạn chỉ biến thay đổi tiêu dùng này sang tiêu dùng khác mà thôi còn cái cơ hội kinh doanh nó như thế nào thì bạn hãy xem video ở cuối cái video này mình có ép một cái video chia sẻ cái cơ hội kinh doanh cho bạn thì bạn hãy xem hết cái video đó để bạn nắm được kinh doanh ăn quay nó là cái gì được không ạ à? và bạn nào chưa có thẻ bạn nào chưa có mã số bạn nào chưa có đi tìm hiểu chưa có bạn bè nào làm quay thì có thể nhắn tin cho mình số điện thoại mình để ở trong video à, và mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cho tất cả các bạn bạn nào muốn làm ở thị trường nào cũng được bất kỳ thị trường nào và bạn nào muốn học làm mạng xã hội mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn làm xây dựng trên mạng xã hội tìm người ở trên mạng xã hội tìm khách hàng ở trên mạng xã hội kết hợp với kinh doanh năm quay nó phát triển mạnh như thế nào cho nên video này dành cho những người bạn nào khát khao làm chủ khởi nghiệp xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm thì hãy nhắn tin inbox cho mình nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết và nhớ đăng ký kênh nhấn vào cái chuông để cập nhật những video tiếp theo YouTube sẽ thông báo cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.